Thưa quý vị khán giả, trong thời gian gần đây thì sản xuất nông nghiệp sạch đã mang đến cho người tiêu dùng những cái sản phẩm sạch và có chất lượng. Và trong chương trình hôm nay, quý vị hãy theo chân chúng tôi cùng tìm hiểu về cái mô hình sản xuất dưa lưới để cùng xem các sản phẩm ở đây được người nông dân sản xuất theo quy trình như thế nào để có thể mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm có chất lượng nhất. Đây là vụ đầu tiên anh Hoàng Văn Nam ở xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông trồng dưa lưới nhưng vườn dưa khá sai quả, đặc biệt quả khá đồng đều. Anh thấy là cái việc chăm sóc cái loại dưa này nó có khó không? Vụ đầu tiên thì mình cũng chưa có kỹ thuật lắm thì nó cũng có những cái khó khăn, nhưng mà về cái kỹ thuật thì mình cũng tìm hiểu rồi thông tin trên mạng internet, rồi là tìm hiểu qua báo chí, rồi là qua các anh em đã trồng trước nên cũng có khó khăn, nhưng mà cơ bản là mình cũng mọi vấn đề mình cũng đều giải quyết. Đến thời điểm hiện tại là cơ bản là dưa mình cũng rất là phát triển, rất là ổn. Ở đây thì dưa lưới này thì nó từ lúc trồng đến lúc thu hoạch thì khoảng bao nhiêu lâu và nó có bị ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố thời tiết không? Cái giống ấy thì nó cũng phụ, cái thời điểm thu hoạch thì nó cũng phụ thuộc vào từng cái loại giống. Còn về cái ảnh hưởng về thời tiết thì cơ bản mình ở đây thì mình trồng trong nhà lưới thì nó mình cách ly được với lại môi trường bên ngoài, với lại sâu bệnh hại, sâu hại, với lại thời tiết là mưa nhiều thì mình cách ly được nên cái vấn đề về bệnh hại thì nó cũng đỡ hơn rất là nhiều. Do được trồng trong nhà lưới nên hạn chế được sâu bệnh, những quả không đảm bảo được loại bỏ ngay từ bé, nên khi trưởng thành nếu cho những quả đẹp, chất lượng tốt, dưa lưới có thời gian sinh trưởng khoảng 75 ngày, một năm có thể trồng từ 2 đến 3 vụ. Trung bình một cây như này thì nó cho được ra bao nhiêu quả anh? Một cây dưa lưới thì mình trồng thì mình chỉ cho ra được một quả thôi bạn ạ. Theo quy trình của chăm sóc và của cây dưa lưới thì mình sẽ để những cái nhánh để quả từ cây lá thứ 9 trở lên, để đến cây 14, để đến lá 14, xong là trong cái quá trình nó phát triển quả dưa này to bằng quả trứng gà thì mình sẽ lựa chọn trong 3-4 quả để quả nào đẹp nhất mình sẽ để phát triển để mình thu hoạch. Làm sao mà có thể nhận biết được đến lúc mà nó đến tuổi thu hoạch? Dưa lưới thì nó sẽ có cái thời gian sinh trưởng của từng loại. Ví dụ như loại của tớ đang trồng này thì nó thời gian sinh trưởng của nó khoảng 75 ngày. 70 đến 75 ngày thì sau khi thụ phấn khoảng 45 ngày thì mình sẽ thu hoạch. Và trước khi thu hoạch khoảng 10 ngày thì mình sẽ kiểm tra xem cái độ ngọt nó có đạt không. Thì mình sẽ biết. Trung bình quả to ở đây thì khoảng bao nhiêu cân ạ? Quả to nhất ở vườn mình đến như thời điểm hiện tại nó vào khoảng 2 cân 2, còn đến lúc thu hoạch nó chắc vào khoảng 2 cân rưỡi đến 2 cân 7 một quả. Còn trung bình là nó từ cân 1 cân 7 đến 2 cân. Ở đây thì ngoài cái chăm sóc của người làm trực tiếp rồi thì mình có những cái máy móc hoặc là những cái hệ thống hỗ trợ mình trong quá trình chăm sóc không? Về cái quá trình về hỗ trợ chăm sóc thì mình đối với hệ thống tưới thì mình đã dùng hệ thống tưới tự động, tưới nhỏ giọt. Nhờ hệ thống tưới tự động, nước đã hòa phân bón nên rất tiện lợi cho việc chăm sóc, đảm bảo nước và chất dinh dưỡng sẽ được tưới đồng đều đến từng gốc dưa. Quả dưa ở đây hiện nay là thấy rất là đẹp. Chứ không biết là cái quá trình chăm sóc ở đây thì mình được thực hiện như thế nào? Quá trình chăm sóc thì mình nó có quy trình của trồng cây dưa lưới này thì nó có loại phân riêng, và phân thì mình sẽ chủ yếu là mình hướng đến cái dòng phân sinh học để cây nó phát triển nó được ổn định và nó đỡ bị sâu bệnh và nó đỡ ảnh hưởng đến cái đất trồng của vụ sau. Theo anh Nam, vườn dưa được chăm sóc theo hướng đảm bảo an toàn thực phẩm, sử dụng các chế phẩm sinh học để bảo vệ cây, sử dụng phân bón hữu cơ sinh học nên đảm bảo sản phẩm làm ra sạch, an toàn với sức khỏe người trồng, chất lẫn người tiêu dùng. Vậy thì về lâu dài trong một vài năm tới thì anh có mong muốn xây dựng một cái thương hiệu cho mình không? Tất nhiên rồi bạn ạ, mình thì muốn là đây là mới là vụ đầu tiên thì mình cũng muốn tạo ra được cái sản phẩm nó để đưa ra thị trường đáp ứng cái nhu cầu của người tiêu dùng. Xong nếu mà được như thế thì mình sẽ muốn là mở rộng thêm và tạo riêng một cái thương hiệu cho hợp tác xã của mình. Vụ dưa năm nay anh Nam sẽ thu khoảng 3 tấn quả. Theo anh Nam, việc áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, tuân thủ quy trình kiểm soát chặt chẽ từ khâu chọn giống, trồng, chăm sóc, theo dõi quá trình sinh trưởng, nước tưới cho đến khi dưa được thu hoạch đã tạo ra sản phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Những quả dưa như thế này sau khi mà thu hoạch sẽ được bán ra thị trường với giá khoảng 45.000 đồng trên 1 kg. So với trồng lúa hoặc là ngô trên cùng cái mảnh ruộng như thế này thì chắc chắn là mang lại cái hiệu quả kinh tế cao hơn rất là nhiều.
Lựa chọn các cây trồng nông nghiệp giá trị kinh tế cao đem vào trồng, đó chính là cách mà nhiều hộ nông dân hiện nay đang lựa chọn, vừa để tăng thu nhập cho cuộc sống, vừa để mang đến cho thị trường những sản phẩm sạch có chất lượng.